đỡ khổ quá. Xe này được cấu tạo thì nó cơ động hết mọi phần nhé. Nó có 4 bàn tiêm, tủ bảo quản vaccine lạnh, mái che, hệ thống phun khử khuẩn và có hệ thống khử vi khuẩn bằng nhiệt, bằng đèn. Mình điều chỉnh bằng nút bấm nhé. Nó có các nút bấm rất là cơ động. Mình bấm bằng các nút bấm để mình chỉnh tất cả bằng nút bấm hết. Rất là hiện đại và rất là nhanh chóng. Trong vòng chừng 3 phút thì mình sẽ bố trí xong được cái xe này và nếu có vaccine mình có thể tiến hành tiêm được luôn. Ở đây thì hiện tại bên nó có 4 bàn, có thể bố trí được 4 bàn tiêm một lần, có thể 4 người một lần lên trên cái xe này để tiêm, vị trí tiêm trên này. Thì thứ nhất là cái xe bố trí tiêm lưu động tại địa điểm số 9 đường số 3 phường 9. Thì cái vấn đề mình bố trí ngoài trời thế này, thông thoáng thế này thì đảm bảo cho cái vấn đề lưu thông gió thì sẽ không có ảnh hưởng đến cái sự lây lan của virus trong không khí nha. Nó đảm bảo được cái vấn đề đó là vấn đề thứ nhất. Và nó lưu động được thế này thì mình có thể đi đến những cái vị trí mà không thể bố trí được điểm tiêm á, mình có thể len lỏi vô đó, mình bố trí được điểm tiêm trực tiếp tại đó thì nó được cái là nó đảm bảo là cái độ bao phủ vaccine khi mình tiến hành tiêm vaccine COVID mở rộng trên tất địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mình nói chung và thành phố nói riêng, thì người dân đều được tiếp cận được cái vaccine COVID này
để tăng cái độ bao phủ trong cái công tác có cái miễn dịch cộng đồng để phòng chống dịch Covid này hiện nay. Thì cái xe này rất là hay. Này thứ nhất là nó vaccine sẽ được vận chuyển bằng xe chuyên dụng tới đây, sau đó bỏ vào một cái tủ bảo quản vaccine mẫu, nó có độ lạnh từ 28 độ C thì đảm bảo trực tiếp là vaccine lúc nào cũng được cấp lạnh liên tục. Không như các điểm tiêm khác thì vaccine mình phải bảo quản trong cái bình tích lạnh và chữ đá lạnh. Thì ở đây nó có hệ thống làm lạnh tại chỗ luôn. Khi mình mang chuyến mình bỏ xuống đó thì nó sẽ đảm bảo là giữ lạnh tuyệt đối. Còn những cái điểm tiêm kia thì có thể vaccine chỉ bảo quản trong thời gian giới hạn, sau đó phải mang về để làm lạnh lại, sau đó mới tiếp tục điểm tiêm. Cái thời gian bố trí điểm tiêm này nếu mà mình có thể bố trí liên tục thì mới thể tiêm liên tục được luôn. Tại vì nó có làm lạnh tại chỗ luôn, lúc nào cũng giữ được cái nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C, cái nhiệt độ phù hợp để bảo quản vaccine lạnh. Okay. Vậy thì anh là một cái người nằm trong lực lượng mà gọi là tiêm vaccine cho người dân ấy. Vậy thì giữa cái không gian kính và cái không gian thoáng đãng như thế này, cái là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai nữa là trong cái chuyện chuyên môn mà tiêm vaccine của mình á, khi mình ngồi ở ngoài không gian như thế này thì nó sẽ hỗ trợ như thế nào về cái mặt mà gọi là chuyên môn, cũng giống như là phòng chống lây nhiễm, như là an toàn cho lực lượng y tế cho người dân? Thứ nhất thì nếu mà tiêm ở trong một cái không gian mà kính thì chúng tôi cũng sẽ đảm bảo một biện pháp để tránh lây lan dịch cho cộng đồng, lây chéo. Còn nếu mà tiêm ở một cái không gian rộng lớn như thế này nè, nó gió lưu thông liên tục thì khả năng lây nhiễm vi khuẩn là rất thấp, và nó đảm bảo khi có ánh nắng nó sẽ tiêu diệt vi khuẩn tự nhiên. Thì cái vấn đề mà mình tiêm ngoài môi trường như thế này thì rất là đảm bảo, trong nó an toàn hơn cho tiêm chủng. Vậy thì trong cái câu chuyện cơ động nó như thế nào? Cơ động đến điểm tiêm á. Xe thì đến điểm tiêm là cơ động nhanh, nhanh và bố trí rất là gọn gàng. Bây giờ chỉ cần có vaccine và người dân là chúng tôi sẽ bố trí tiêm luôn, rất là nhanh. Anh chỉ hỏi là theo anh nói thì là mình phải này sẽ bố trí trước vaccine, xe này bố trí trước tại điểm tiêm, sau đó xe vaccine sẽ chở một cái môi cái thùng bảo quản vaccine tới và phân bố vào cái tủ lạnh này để giữ lạnh cho nó, sau đó mình mới lấy ra mình tiêm. Còn trước đây thì các điểm tiêm khác thì mình lạnh điểm tiêm xuống mình bố trí trong những cái thùng tích lạnh, nó cũng đủ quy chuẩn, cũng đủ độ lạnh của vaccine từ 28 độ C, nhưng mà trong quá trình mình có thể lấy ra để vô thì cái thời gian mình tiêm không được kéo dài giống như cái xe này. Cái xe này thì thời gian nó tủ lạnh sẵn luôn, thì mình có thể mình tiêm để trong đó mình tiêm thoải mái luôn, có thể là nếu có sức thì mình có thể tiêm rất là lâu được. Vậy một đội ngũ y tế đi theo xe là bao nhiêu người anh? Một đội ngũ y tế bố trí theo thì có một bác sĩ khám bệnh, một người tiêm và một người rút thuốc, bố trí tương đối là một kíp là 3 người, và trên đây là có 4 bàn thì ít nhất 12 người, và đội ngũ đo huyết áp, khám sàng lọc trước khi tiêm. Thì tùy theo mình bố trí nó đông hay ít, mình có thể bố trí linh hoạt để phù hợp khi mà tiêm cho không bị ứ đọng lại, không bị dồn người lại. Nó là như vậy. Thưa chị, theo cái kế hoạch hôm nay là mình có cái xe lưu động này xuống thì mình sẽ bố trí cái mũi tiêm cho đối tượng như thế nào và tổng số là bao nhiêu hả chị? Bố trí 300 mũi tiêm dựa theo kế hoạch của quận Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp phân bổ. Thì đối tượng tiêm hôm nay của Ủy ban Nhân dân phường 9 là người trên 65 tuổi. Thì tổng số danh sách mà các chính khu phố của Ủy ban Nhân dân phường gửi lên là hiện nay là 290 cụ. Thì còn lại 10 mũi tiêm thì tụi chị là đưa những người là bị bệnh nền, đã 3 lần đi tiêm không được ở các nơi, ở các điểm tiêm thì sẽ thay vào là 10 mũi tiêm đó. Và đối với thay vô 10 mũi tiêm này thì sẽ chọn là người cao tuổi nhất là người 64 tuổi. Nếu mà người 64 tuổi mà có cụ nào mà không tiêm được thì tụi chị tiếp tục thay thế ở chính khu phố. Hết đối tượng 64 thì bắt đầu đối tượng 63 tuổi. Hôm nay phường 9 là được Ủy ban Nhân dân quận bố trí xe cơ động tiêm tại Ủy ban Nhân phường. Thì phường rất là phấn khởi. Thứ nhất là rất là tiện lợi cho người dân là di chuyển trên địa bàn phường. Cái thời gian di chuyển rất là ngắn. Và ở phường chủ động được cái thời gian của mình để chuẩn bị lo cho dân. Nếu mà điểm tiêm ở nơi khác thì lực lượng của chị phải chạy qua nơi đó và chuẩn bị thì nó rất là có nhiều cái hạn chế. Còn tại địa bàn phường thì huy động lực lượng rất là dễ, và cơ sở vật chất sẵn có thì tụi chị cũng đưa ra, nó rất là nhanh chóng để phục vụ cho dân. Nếu mà tính cơ động mà xe mà đi đến từng địa phương mà tiêm cho người dân, phục vụ người dân tại chỗ thì rất là hiệu quả. Tự vì khi mà xe này đi là di chuyển trên địa bàn của một phường, dân của một phường sẽ di chuyển từng khu vực, di chuyển ra cái điểm tiêm, cái đoạn rất là ngắn và không phải đi lung tung, và người ta không có dựa thế là người ta đi tiêm hay như thế nào mà có nhiều người cầm cái phiếu tiêm hôm trước tiêm rồi tiêm không được á là họ lại di chuyển lần sau đó, mình mất kiểm soát cái vùng xanh của mình. Còn tiêm mà khi mà xe mà lưu động tại địa điểm rất là thuận tiện cho dân, là tại khu vực nào là người dân ra tại khu vực đó,
họ rất hiểu là cái địa hình địa thế của khu vực mình và tránh cái sự là lây nhiễm ở các địa phương khác.